Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh YouTube Tiền của tôi Official, kênh chia sẻ tất cả những cái kiến thức, các cái trải nghiệm của bản thân Hòa về đầu tư tài sản để hướng tới một cái mục tiêu rất quan trọng, đó chính là độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên. Và trong quá trình chúng ta đầu tư các tài sản thì có rất nhiều các cái kiến thức mà chúng ta cần phải học. Và chính vì vậy mà kênh YouTube này sẽ là nơi mà chia sẻ những cái kiến thức xuất phát từ những trải nghiệm thực tế, từ người dùng thực tế và chia sẻ lại cho anh chị và các bạn. Rất hy vọng sẽ cung cấp nhiều các cái kiến thức để mà giúp anh chị hiểu rõ về các cái tài sản đầu tư. Hôm nay thì Hòa sẽ chia sẻ cho anh chị một cái kiến thức quan trọng, đó chính là lãi kép của cổ phiếu anh chị nhé. Thế thì nói đến lãi kép của cổ phiếu thì trước hết anh chị cũng cần hiểu một chút về lãi kép. Bản chất của lãi kép là gì? Lãi kép được sinh ra từ hoạt động tái đầu tư lãi. Anh chị nhá. Đấy, lãi kép nó được sinh ra từ hoạt động tái đầu tư lãi. Đó. Tức là gì? Khi chúng ta sinh ra lãi thì chúng ta đầu tư lại luôn. Chúng ta cứ tái đầu tư, chúng ta tái đầu tư liên tục. Chứ không phải là chúng ta lấy lãi về để chúng ta ăn, tiêu. Đấy, chúng ta làm được gì thì làm. Nhưng tóm lại là chúng ta phải tái đầu tư. Đầu tư để sinh ra lời tiếp. Anh chị và các bạn nhé. Thế thì bây giờ cái lãi kép của cổ phiếu với trái phiếu với tiết kiệm thì nó khác với nhau như thế nào? Đối với lãi của tiết kiệm ấy, đúng không ạ? Thì nó tăng liên tục. Đó. Nhưng mà lãi của cổ phiếu thì lại không phải như vậy. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì giá của cổ phiếu nó biến động như thế này, này. Nó biến động như cái hình này. Có thể nó tăng hoặc có thể nó giảm. Nó không giống như thế. Đấy. Nếu mà may mắn thì nó cứ tăng, nhưng mà không may thì nó như thế này, nó lại giảm. Cái này là nó tăng. Đấy, đúng không ạ? Thì anh chị có thể nhìn thấy là sự khác nhau của hai cái này rồi, đúng không? Đúng không? Rõ ràng là sự khác nhau giữa tiết kiệm và cổ phiếu. Thế hai cái khoản lãi kép nó khác nhau. Thế thì đối với cổ phiếu là chúng ta vừa có lãi kép nhưng chúng ta vừa có lỗ. Đây là lãi này. Đây là lỗ này. Đúng không ạ? Đấy, giảm là lỗ mà, đúng không? Tăng lên là lãi. Thế thì khi mà anh chị đầu tư vào cổ phiếu thì chắc chắn là nó sinh ra lãi kép. Vậy thì lãi kép của cổ phiếu được hình thành như thế nào? Đúng không nào? Đó. Lãi kép của cổ phiếu được hình thành như thế nào? Bây giờ cái yếu tố này nó rất quan trọng đấy, mà anh chị cần phải hiểu rất là rõ. Thế thì đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu lãi của cổ phiếu là gì ạ? Lãi của cổ phiếu thì bao gồm là tăng trưởng giá, đúng không? Lãi cổ phiếu là tăng trưởng giá. Và thứ hai nữa là gì? Là cổ tức của cổ phiếu. Thì cổ tức cổ phiếu thì nó bao gồm là tiền mặt. Đấy. Hoặc là cổ tức bằng cổ phiếu. Đúng không nào? Đấy. Cái lãi cổ phiếu là như thế. Thế thì bây giờ là gì? Khi mà mình tái đầu tư cái lãi này thì nó mới sinh ra được lãi kép. Đúng không ạ? Mình phải tái đầu tư cái lãi này nó mới sinh ra được lãi kép. Thế thì bây giờ cái phần tăng trưởng giá, đúng không? Tăng trưởng giá thì anh chị có thể là gì? Một là anh chị có thể bán đi, anh chị lấy lãi về, sau anh chị đi tái đầu tư, đúng không ạ? Đúng không?
Hai là anh chị để nguyên và anh chị tái đầu tư lại chính cái cổ phiếu đó. Tức là bản chất mình để nguyên là mình tái đầu tư lại chính cái cổ phiếu này, đúng không nào? Đó. Bây giờ đến cái phần thứ hai là phần cổ tức, đúng không ạ? Cổ tức bằng tiền mặt. Bây giờ anh chị có thể là gửi vào tiết kiệm, anh chị có thể mua trái phiếu, anh chị có thể mua quỹ, hoặc anh chị có thể mua chính cái cổ phiếu đó để tái đầu tư, đúng không ạ? Cổ phiếu, trái phiếu và quỹ, dùng tiền mặt để tái đầu tư thì nó mới sinh ra được lãi kép, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là gì? Cổ tức bằng cổ phiếu. Nếu anh chị không bán đi thì anh chị tái đầu tư, anh chị để nguyên đó thì nó cũng sinh ra cái lãi kép, đúng không? Bởi vì hàng năm nó tăng giá, tăng dựa trên cái giá trị cổ phiếu cổ tức đó. Hoặc là anh chị có thể bán đi, đúng không? Và anh chị lại tái đầu tư vào các cổ phiếu khác hay trái phiếu khác hay là quỹ vân vân, thì nó cũng sẽ sinh ra cái lãi kép cho anh chị và các bạn. Đấy, anh chị thấy nó khá đơn giản như vậy. Hoặc cũng xin chia sẻ với anh chị và các bạn thêm một cái ý như thế này nữa. Tức là khi anh chị đầu tư vốn vào doanh nghiệp, đúng không ạ? Đấy, thì cái hoạt động mà đầu tư vào doanh nghiệp ấy, bản thân là nó cũng đã quay tiền của anh chị rồi. Anh chị đúng không? Đấy, họ quay vốn liên tục của anh chị, hàng ngày, hàng tháng hoặc hàng năm họ quay vốn liên tục, thì nó đã sinh lãi và lãi lại tái đầu tư. Đấy, doanh nghiệp sinh ra lãi và lại tái đầu tư luôn. Đấy, thì cái việc mà hoạt động sinh lãi của doanh nghiệp và tái đầu tư nó cũng sinh ra lãi kép cho cái chính cái doanh nghiệp này. Và lãi kép này nó sẽ làm gì? Làm tăng giá trị tài sản và làm tăng giá cổ phiếu. Đấy, anh chị có thể thấy là anh chị có thể là vừa nhận được cái lãi kép của chính doanh nghiệp tái đầu tư, hoặc cộng thêm là anh chị tái đầu tư những cái lãi mà từ cái lãi mà doanh nghiệp làm ra. Đó chính là cái lãi kép, anh chị các bạn ạ. Nó khá đơn giản đúng không anh chị các bạn? Hòa hy vọng rằng với những cái chia sẻ như thế này sẽ giúp ích cho anh chị và các bạn một cái nhìn sâu sắc liên quan đến lãi kép của cổ phiếu anh chị và các bạn nhé. Nếu anh chị thấy cái video này hay và ý nghĩa, và anh chị cảm thấy là cần lan tỏa, mong muốn lan tỏa tới nhiều người hơn nữa để mọi người cùng biết và cho người thân bạn bè của mình, thì anh chị hãy share, anh chị hãy like để YouTube họ tạo ra cái thuật toán để like, để lan tỏa cái video tới người hơn nữa. Đó, thế thì có lẽ thì Hòa sẽ lấy cho anh chị một cái ví dụ để anh chị dễ hình dung về lãi kép của một cổ phiếu, đúng không ạ? Anh chị sẽ nhìn nó thấu đáo hơn qua các năm, và nó sẽ phải theo các cái phương pháp khác nhau. Bởi vì nếu mà chúng ta đầu tư một lần thì sao, và nếu chúng ta đầu tư tích lũy hàng tháng thì sao, thì lãi kép này được tính như thế nào, đúng không anh chị và các bạn? Thì sau đây Hòa sẽ chia sẻ và minh họa cho anh chị và các bạn một cái ví dụ anh chị đầu tư cổ phiếu MBB, chúng ta sẽ xác định cái lãi kép như thế nào qua các năm, anh chị và các bạn nhé. Đây là ví dụ thực tế chứ không phải là nghĩ ra con số để tính được, đó là thực tế anh chị nhá. Xin mời anh chị và các bạn ạ. Xin chào anh chị và các bạn thân mến, bây giờ thì Hòa sẽ chia sẻ với anh chị về cách tính cái lãi kép của một cổ phiếu là cổ phiếu MBB. Đây là một trong những cổ phiếu mà Hòa đánh giá khá tốt để giúp cho anh chị có thể tích lũy được dài hạn. Chính vì vậy mà Hòa muốn phân tích cho anh chị và các bạn hiểu về cái cách thức để mà anh chị hãy tính cái lãi kép của cái cổ phiếu này cho mình anh chị và các bạn nhé. Thế thì Hòa sẽ đưa cho anh chị hai cái trường hợp. Tức là một là trường hợp chúng ta đầu tư một lần
và hai là chúng ta đầu tư tích lũy anh chị nhé. Và trường hợp thứ nhất thì chúng ta giả sử chúng ta tính lãi kép của cổ phiếu MBB, chúng ta đầu tư một lần thì trường hợp này Hòa sẽ không tính cái cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu đâu. Hòa chỉ tính thuần về cái phần tăng trưởng giá thôi nhá, để anh chị nhìn nó dễ hơn. Cho thêm cổ tức vào thì nó sẽ gia tăng được cái hiệu quả nhiều hơn, nhưng mà nhìn nó sẽ rất là dối. Cái quan trọng ở đây là anh chị hiểu được cái nguyên tắc để mà khi chúng ta tính nhá. Hòa giả sử là ngày đầu tư là ngày 1 tháng 11 năm 2011, tức là ngày cổ phiếu MBB lên sàn. Chúng ta đầu tư 100.000 cổ phiếu với giá khớp đóng cửa ngày đầu tiên là 13.800 đồng. Như vậy là tổng giá trị đầu tư của chúng ta là 1 tỷ 380 triệu. Đúng không ạ? Thế thì cái diễn biến hàng năm cái giá trị của cổ phiếu này thay đổi như thế nào, đúng không ạ? Hòa có lập một cái bảng và xác định nó là vào cái ngày 31 tháng 12 hàng năm, anh chị và các bạn nhé. Nếu mà ngày 31 tháng 12 nó là ngày nghỉ thì Hòa sẽ lấy với cái giá gần nhất của ngày 31 tháng 12, anh chị nhé. Đấy, anh chị sẽ hình dung đơn giản như vậy. Thế thì chúng ta sẽ có một cái bảng như sau. Đấy, ngày mùng 1 tháng 11, ngày 31 tháng 12 năm 2011, 31 tháng 12 năm 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Đúng không ạ? Thế thì năm 2021 thì mình sẽ lấy đến ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021 thôi. Vì tại thời điểm này thì mình có cái giá của nó. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ xem nhá. Xem là giá biến động giá, đây là giá đóng cửa của các cái thời điểm cuối năm đấy ạ. Anh chị nhìn nhá. Đúng không? Và tổng giá trị thì chúng ta sẽ chỉ lấy là số lượng cổ phiếu này, chúng ta nhân với cả giá khớp giá đóng cửa là chúng ta tổng ra tổng giá trị vào cuối năm. Đúng không? Thế thì Hòa sẽ tính được cái lợi nhuận mà tăng lên hàng năm so với năm trước. Tức là chúng ta cứ lấy năm sau trừ đi năm trước thì chúng ta ra được cái lợi nhuận tăng thêm hàng năm. Hoặc giả sử là ngày 1 tháng 11 đến 31 tháng 12 này thì anh chị lấy cái giá là của cái ngày 30 tháng 12 này trừ đi ngày 1 tháng 11 này. Đấy. Thì chúng ta sẽ ra được. Đây ví dụ như âm 300 triệu. Đúng không? Đấy, chốt lại 31 tháng 12 ngày 1 là âm 300 triệu. Đến 31 tháng 12 năm 2012 là dương 170 triệu. Nhưng cái dương 170 triệu này là so với năm 31 tháng 12 năm 2011 nhá, anh chị nhá. Tiếp theo là năm 2013 là lãi 20 triệu. Lãi 20 triệu là so với cái năm 2012 này. Đấy. Cứ tiếp diễn dần dần đến 31 đến mùng 10 tháng 6 năm 2011. Thế thì chúng ta sẽ hình dung được chúng ta sẽ có một cái khoản lãi kép hàng năm, đúng không? Năm đầu là chúng ta bị lỗ 22%. Đấy, soi một cái vốn rồi đúng không? Đấy, năm sau thì chúng ta có cái lãi trên cái giá trị không giá trị đầu tư còn lại, đấy, chứ không phải giá trị đầu tư ban đầu đó anh chị nhá. Cái 16% này là trên cái giá trị của 1080 chứ không phải là 1380, đúng không ạ? Anh chị nhớ như vậy. Tức là cái lãi ở đây mình tính, mình xác định đây là lãi kép, là lãi trên cái vốn gốc ban đầu và trên cái phần lãi. Tuy nhiên thì cái năm này đang bị lỗ rồi đúng không? Năm này cũng đang bị lỗ rồi này, đúng không? Năm này năm 2013 cũng bị lỗ này, 2014 vẫn bị lỗ này. Tức là cái lãi này được gọi là lãi kép thì nó chưa phải là lãi kép. Đúng không? Bởi vì là gì? Bởi vì là cái lãi này nó chỉ trên cái lãi của năm trước thôi. Và nếu mà so với cái vốn gốc ban đầu thì không phải, đúng không? Mình có lãi đâu, vẫn đang lỗ mà, đúng không? Vẫn đang lỗ. Đấy. Và chúng ta nhìn ở cái cột lãi đơn này thì chúng ta cái cột mà so sánh lợi nhuận hàng năm so với năm đầu thì chúng ta biết này. Năm đầu chúng ta lỗ 21%, năm thứ hai chúng ta lỗ 9%, năm thứ ba chúng ta lỗ gần 8%, năm thứ tư chúng ta lỗ gần 5%. Và đến tận năm thứ năm này,
là chúng ta mới có lãi là 5,8%. Đó. Lúc này thì cái 11% này này nó mới chính thức được gọi là lãi kép. Vì lúc này mình có lãi mà. Đúng ạ. Chính thức được gọi là lãi kép từ đây. Đấy. Anh chị nhá. Đó. Thì thực tế ra là 4 cái năm đầu tiên này này. Đấy, anh chị nhìn nhá. Là có những năm chúng ta lãi so với năm trước, nhưng có những năm chúng ta lỗ, nhưng bản chất là gì? Là chúng ta lỗ so với năm đầu. Đấy. Thì lúc này nó không có lãi kép ở đây. Và lãi kép nó sẽ chỉ xuất hiện khi mà cái lãi của chúng ta tại thời điểm đó so với cái năm đầu tiên đấy nó lớn không, đúng không ạ? Thì lúc này là cái lãi của năm sau sẽ được tính trên giá trị gốc và lãi của năm trước. Thì lúc đấy tức là chúng ta được tái đầu tư cả gốc, chúng ta tái đầu tư cả lãi thì nó mới sinh ra lãi kép được. Anh chị hình dung không? Đó. Thế thì dần dần đến tận năm đến mùng 10 tháng 6 năm 2021 thì chúng ta có cái khoản lãi kép khá là cao, đúng không? 65%. Đấy, chúng ta tăng trưởng 65%. Rất là cao. Đúng không ạ? Ở năm 2020 chỉ là 2 tỷ 3, năm 2021 là lên 3 tỷ 7, 90. Rất là cao, đúng không? Cái lãi kép ở đây là nó theo quy mô, tức là quy mô của chúng ta càng lớn, cái giá trị vốn của chúng ta càng lớn thì cái lãi kép của chúng ta nó sẽ tạo ra rất là lớn. Đấy, anh chị hình dung không? Thế thì anh chị nhìn thấy này, đây này, chúng ta so sánh cái tỷ suất lợi nhuận lãi so với đầu năm thì chúng ta sẽ nhìn thấy, đúng không ạ? Đó. Anh chị nhìn thấy không? Đấy, 80 triệu này, 20 triệu này, 1 tỷ mốt này. Xong chỉ lãi 565 này, 700 này, 920. Và đến 31 tháng 12, mình lấy theo cái giá là ngày 10 tháng 6 nhá, năm 2021 là lãi 24. Đó. Thế thì rõ ràng là lúc này chúng ta sau bao nhiêu ạ? Sau bao nhiêu năm đấy ạ? Sau đấy, chúng ta sau 11 năm, đúng không? Sau 11 năm là chúng ta lãi khoảng 175%. Đấy. Và chia bình quân theo tháng và chia bình quân theo năm là chúng ta sẽ được khoảng 18,2%. 18,2%. Đó là lãi kép đấy. Đó. Thì đây là cái cách mà chúng ta tính theo cái số vốn đầu tư ban đầu. Tức là chúng ta chỉ bỏ tiền một lần thôi, đúng không? Thế thì trường hợp mà chúng ta bỏ tiền vào nhiều lần thì sao? Đúng không? Trường hợp này thì chúng ta đầu tư là chúng ta đầu tư theo kiểu là chúng ta tích lũy. Đấy. Tức là chúng ta bỏ lợn và hàng năm đấy, hoặc giả sử cứ hàng hàng tháng này đấy, cứ vào ngày mùng 1 hàng tháng chúng ta đầu tư, đúng không? Thế thì Hòa cũng lấy tương tự thôi, lấy cái giá khớp lệnh của cái ngày gần nhất đấy, để chúng ta tính vào mỗi tháng chúng ta cứ đầu tư 100 cổ phiếu, đúng không? Thì chúng ta ra được cái giá tiền đầu tư này đó, và chúng ta tính được cái lợi nhuận đầu tư này đấy. Tuy nhiên ý, thì cái bài toán này thì Hòa đã lập cái bảng tính này trước rồi. Thì Hòa tính luôn cái phần là cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu. Hòa tính luôn ở đây cho anh chị và các bạn. Đấy, anh chị nhìn thấy không? Thế thì tức là cái lợi nhuận của nhà đầu tư lúc này nó bao gồm là gì? Cổ tức bằng tiền mặt này, cổ tức bằng cổ phiếu này và giá trị tăng trưởng. Đấy, giá trị tăng trưởng cái này của cái cổ phiếu đó. Tức là ba phần đó. Ba phần đó chúng ta sẽ tính được là gồm tổng lợi nhuận của nó, và chúng ta sẽ ra được một cái lãi bình quân. Đấy, cái lãi bình quân này chính là cái lãi kép, nó là 22,3% một năm anh chị nhá. Đấy, chúng ta sẽ tính đây, đó chính là lãi kép. Thì thực ra là cái cách tính nó cũng phức tạp hơn so với cái việc là chúng ta tính theo kiểu là chúng ta đầu tư một lần, đúng không? Đầu tư nhiều lần thì bao giờ nó cũng cái giá vốn của chúng ta xác định nó sẽ phức tạp hơn, nhưng mà có cái hay là gì? Cái chi phí vốn của chúng ta sẽ rẻ hơn, đúng không? Bởi vì là chúng ta đầu tư thành nhiều lần. Thứ hai đó là gì? Cái rủi ro về
mua phải đỉnh và chúng ta thấp đi, bởi vì chúng ta mua là nhiều lần, cứ hàng tháng chúng ta mua thì không bao giờ chúng ta phải chịu là chúng ta mua tất cả các thời điểm là đỉnh cả. Và cũng ngược lại thì chúng ta cũng đừng kỳ vọng rằng là chúng ta mua tích lũy thì chúng ta cũng luôn mua được đáy, không bao giờ có. Nhưng mà đây chỉ là cách để mà chúng ta có thể là trung bình cái lợi nhuận của mình, đúng không nào? Đấy, Hoàng nói lại nhá, cái lãi này là 22.3% nó có cái phần cổ tức đấy. Đấy, nhưng mà cái bên này này là Hoàng không tính cổ tức vào đấy, vì nó làm phức tạp cái bảng tính đây. Đấy, bên này nên là không tính, hoặc tính đơn giản cái lãi kép theo cái số vốn ban đầu để cho anh chị dễ hình dung là cái tốc độ tăng trưởng giá của nó như thế nào, và tăng dựa trên cái giá trị của cái năm cũ bao gồm chúng ta tái đầu tư gốc và lãi vào. Đấy, anh chị nhá. Thì ngoài ra tiện đây thì Hoàng cũng nói luôn là khi chúng ta đầu tư cổ phiếu MRB thì chúng ta biết rồi đúng không, 4 năm đầu là chúng ta lỗ. Đấy, chúng ta lỗ 4 năm đầu, đúng không ạ? Nên là anh chị nào mà đầu tư kiên nhẫn một cổ phiếu mà chúng ta chịu được 4 năm đầu lỗ, và đến từ năm thứ 5 trở đi chúng ta không có lãi, anh chị đẹp kiên nhẫn đấy, cổ phiếu MRB là như vậy. Và để chúng ta có được một cái lợi nhuận như vậy thì chắc là cũng khó nhiều nhà đầu tư theo đuổi được như này, đúng không? Khó đấy, chắc là cũng khó đấy. Nhưng mà đó là thành quả thôi cho sự kiên nhẫn của nhà đầu tư. Cái lỗ này thì Hòa chưa tính cái cổ tức vào, nếu mà tính cổ tức vào thì chắc không lỗ nhiều này đâu. Anh chị nhìn này thì anh chị sợ không dám đầu tư, nhưng thực tế nó không phải lỗ nhiều như thế này, bởi vì là chúng ta còn có cổ tức nữa cơ. Nên anh chị hình dung như vậy nhá, tức là chúng ta minh họa cái bảng tính này để chúng ta dễ hiểu về lãi kép thôi. Anh chị có thấy cái phần mà Hòa minh họa này hay không ạ? Và đầy đủ chưa ạ? Và nếu mà thấy hay và đầy đủ rồi, anh chị cảm thấy hiểu rồi, thì hãy tặng giúp Hòa một cái like nhé, để mà YouTube họ phân tán cái video này tới nhiều người nữa. Hòa rất là tin tưởng rằng là với cái cách chia sẻ này thì ai cũng sẽ dễ hình dung khi mà anh chị đầu tư cổ phiếu để nhận được lãi kép. Thực sự là như vậy. Hòa còn có rất nhiều các cái video khác về đầu tư cổ phiếu, đầu tư quỹ, đầu tư trái phiếu, và tất cả những kiến thức căn bản về quản trị tài chính cá nhân được chia sẻ trên kênh YouTube Tiền Gửi Official. Anh chị có thể đăng ký kênh và bấm nút chuông nhé. Ngoài ra thì Hòa còn có cái blog tiền của tôi.vn và cái kênh podcast Tâm sự tài chính. Anh chị có thể nghe buổi tối nghe, hoặc là đi rửa bát hay đi tập thể dục. Hòa thích nghe podcast lắm, mà Hòa tập trung nói chuyện trên podcast rất là nhiều, nên là anh chị có thể dành thời gian để nghe và theo dõi nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian để lắng nghe cái video chia sẻ này của Hòa. Hòa chúc cho anh chị sẽ luôn đầu tư thành công và gặt hái được những thành quả, đặc biệt là sự bình an và niềm vui trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.